Thì chắc là tiếp theo mình sẽ quất cho anh em xem cái quần đi. Cái quần thì cũng phải trên 30% thì mình sẽ mới chơi nha anh em. Tại vì con nick này mình đang hướng tới đó chính là một là HP, hai là giáp, nên là quần thì trên 30% thì mình mới chơi, không thì thôi, nghỉ. Ấy yo anh em. Và sau khoảng tầm nửa tháng lên núi úp đệ tử thì hiện tại con nick này của mình đã lên được 71 tỷ sức mạnh. Còn đệ tử là từ 46 lên 58 tỷ rồi nha anh em. Anh em thấy nhanh không? Sắp tới là đạt mốc 60 tỷ là lại bị giảm tiềm năng. Nhưng mà thật tình cờ, ngày hôm nay là ngày Black Friday, Admin đã bán cái cải trang Jack Ki-chun. Thì cái cải trang này úp đệ thì phải nói là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mình khuyên là anh em nên mua nha. Rồi, thì để mua được cái Jack Ki-chun này anh em phải có cái cải trang Quý Lão Kame cơ. Thế nên là tổng của hai cái cải trang này thì rơi vào tầm 4K6 ngọc. Nhưng mà hình như là nó đắt hơn năm ngoái đúng không anh em? Năm ngoái mình nhớ là hình như có 4K mấy. Năm nay lên tận 4K6 anh em ạ. Rồi, thì chắc là bây giờ mình sẽ vào cửa hàng và mua nốt cái Jack Ki-chun nhá. Còn phiếu giảm giá 50% thì không mua được cái này anh em ạ. Rồi, thì chắc là bây giờ mình sẽ cùng anh em lên núi úp con đệ lên 66 tỷ nốt nha anh em. Hiện tại thì mình vẫn đang gom mảnh quần các thứ lại rồi. Đợi con đệ lên 66 tỷ một phát thôi là bùng, cho anh em xem cho nó mãn nhãn luôn. Ok, thôi thì chắc là mình lên núi đây và hẹn anh em lúc mình xuống núi nha. Ayo anh em, và sau khoảng tầm 1 tháng, nói chung là con đệ lên 66 tỷ lâu rồi. Ngày hôm qua mình vừa mới đi offline về thì ngày hôm nay chính thức là mình đủ cái mảnh công thức với cả đá nâng cấp để mình đi đập quần cho anh em xem nhá. Thì đây, ở đây mình chuẩn bị nói chung là 15 mảnh công thức và 15 viên đá rồi, 7 viên cấp 4 và 8 viên cấp 5. Thì bây giờ mình sẽ về nhà và show cho anh em xem là mình đã chuẩn bị 15k mảnh quần nha anh em. Thì giá mảnh quần của server 1 hiện tại là một cái mảnh quần là 3 triệu. Thì 15k thì rơi vào tầm 45 tỷ đúng không anh em? Đúng rồi, rơi vào tầm 45 tỷ. Trong đây là mình vừa cả mua vừa cả úp nha anh em, chứ không phải là úp 100%, cũng không phải là mua 100% anh em ạ. Thì đây, 9999 mảnh quần, một cái hành trang là chứa được như thế thôi nha anh em. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ đi đổi 10 cái quần cho sư phụ và 5 cái quần cho đệ tử nha anh em, để xem là hôm nay nó có cho được mình được một cái quần 30% hay không. Dạo gần đây mình đi hỏi thăm các thứ, tình hình tỷ lệ các thứ ấy, hầu như ai cũng bảo là chỉ được 1, 2, 3, 4, căng nhất là thế thôi. Không một cái nào trên 25% luôn anh em ạ, cực kỳ khó. Thì để xem hôm nay mình kiểm chứng 15k mảnh quần nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, thì đầu tiên là cứ chơi cho sư phụ trước đi anh nhé. Cho đá cấp 4 vào luôn này. 200 triệu một hit, mình đã chuẩn bị 2 tỷ vàng rồi. Được 10 cái. Ui vãi cả nồi. Xui thế, hit đầu tiên xịt luôn anh em ơi. Thôi thì chắc là chúng ta sẽ đến với hit thứ hai nhá. Thì nói chung là ngày hôm qua đi offline thì sắp tới là sẽ có hai cập nhật mới to, đó chính là đệ tử mới với cả skill mới anh em ạ. Thì nói chung là anh em cứ úp dần lên 80 tỷ đi để còn lấy skill mới, còn đệ thì phải săn đệ ma bư nhá. Ok, cái thứ hai đã được một cái quần rồi này, để mình xem nào. Nói chung là anh em cứ săn trứng ma bư dần đi, đến hôm nó ra một phát thôi là mở đệ ma bư là vừa anh em ạ. Ok, để xem nào. Ui vãi nồi, cái đầu tiên là 117. Hôm trước là clip trước mình đã đổi hình như là 3 cái đúng không? 3 hay 4 cái rồi thì cao nhất là được 119 anh em ạ. Ok, chúng ta cùng đến với cái thứ 3 xem nào. Cái thứ 3 xem nó có thất bại hay thành công đây. Đá cấp 4 75% mà còn xịt, méo hiểu. Ui vãi nồi. What the fuck? Anh em xem kìa. 75% mà xịt. Chịu luôn đấy. Cái tỷ lệ này nó hơi ảo ma đấy. Ok, cái quần thứ 4. Vãi nồi. Anh em nhìn đi kìa. 75% xịt hai phát liên tục. Cái thứ 5. Ok. Lần thứ 5 chứ không phải cái thứ 5 anh em ạ. Cái thứ 2 thì cái ôi vãi nồi. Xịt 3 hit liên tục 75%. Ôi vãi nồi. Mình đang vui vì sắp tới admin cập nhật nhiều. Về nhà đổi quần tiên sứ phát trầm cảm luôn. Ma xui thực sự ạ. Rồi, cái thứ hai nhưng mà là hit thứ 6 anh em ạ. 6 hit với được hai cái. Ôi trời đất ơi, 116. Ai à. Cày thế nhờ, cái thứ 7 này. Hit thứ 7 chứ, mình cứ nói nhầm thành cái thứ 7 anh em ơi. Lên. Ok. Nói chung là 7 lần thì xịt 4 lên 3. Tỷ lệ đấy. Tỷ lệ anh em thấy chưa? 116 này, cái này là bao nhiêu? Vãi nồi, lại 116 tiếp.
Ok, chúng ta cùng đến với 8 hit tiếp theo này. Đậu xanh cay thế nhờ. Đến viên đá cấp 5 luôn ha anh em. Mảnh quần này. Ok, cho vào. Đồng ý. Hit thứ 8. Ui vãi nồi. 85% còn xịt anh em ơi. Admin chơi thế này thì chắc là chơi một mình thôi nhờ. Đậu xanh. Mấy hôm đầu đổi cực kỳ dễ luôn anh em ạ. Nhưng mà càng về sau, admin fix tỷ lệ lại lại còn fix ngầm cơ. Chứ không fix công khai. Ôi vãi nồi. 285 liên tục xịt. Trời đất ơi. Hôm qua đi offline về đang vui. Đang vui nha. Không muốn chửi đâu nha admin. Làm ơn. Lên đi. Đừng có xịt nữa. Ok. Lên rồi. Có option không? Không option luôn. Không cần. Nói chung là mình chỉ cần chỉ số thôi. Ôi vãi nồi 115. Anh em thấy chưa? Bây giờ đổi trên 25% còn khó mà mình dám nổ ở clip trước là phải trên 30 mới chơi. Oh my god. Rồi anh em ơi, và mình vừa mới đi chuyển thêm vàng sang để tiếp tục nâng cấp nha anh em. Thì vừa nãy là mình đã dùng đến 10 hit rồi thì xịt 6 lên 4 anh em ạ. Ok, tiếp tục còn 5 viên còn lại nha anh em. 5 cái này là 5 cái cho đệ tử. Ok. Hit đầu tiên này. Lên luôn đi nào. Vãi cả nồi anh em thấy chưa? Anh em tự xem và tự cảm nhận cái tỷ lệ nhé. Nói chung là mình cũng không muốn nói nhiều về cái tỷ lệ của admin rồi. Chúng ta cùng phân tích hai từ tỷ lệ của admin. Oh my god. Ui. 85% xịt hai phát liên tục. Vãi cả nồi. Gần 30k ngọc của mình. Gần 45 tỷ vàng của mình. Oh my god. Rồi, lên được một cái cho đệ rồi nha anh em. Cái cho đệ thì trên 30% hình như là phải 135k cơ. Thì để mình xem là cái này của mình đổi là được bao nhiêu nhá. Hay là ghép luôn đi. Ghép luôn đi tí rồi xem một thẻ chứ đậu xanh. Xem xong trầm cảm hết hứng đổi anh em ạ. Ok, tiếp tục luôn nhá. Đồng ý này. Ok, lên được cái tiếp theo rồi. Hên thế, đậu xanh xịt một phát thì thôi. Chấm hết luôn anh em ạ. Rồi, tiếp tục cái cuối cùng nhá. Cái cuối cùng của ngày hôm nay nào. Đúng 15 hit nha. Đúng 15 hit. Đồng ý. Rồi, 15 hit thì được 7 cái lên và 8 cái xịt nha anh em. Rồi, chúng ta cùng xem ba cái quần của đệ tử nào. 126, một dòng option tấn công 2% cộng à đâu, tấn công cộng 2% khi ở gần bang. 125, 125. 2% lên quái khỉ, đều có option nha anh em. 1% lên tộc xây ra phản tộc đậu xanh. Ma. Trời đất ơi. Đây, để mình tính cho anh em xem ha. Quần gốc của trái đất là 104 cộng thêm 30% thì nó phải lên là 135 cơ anh em ơi. Mà ở đây mình có 125 với cả 126 thôi. Còn quần xây ra 30% thì nó sẽ rơi vào tầm 124. Thì ở đây mình chỉ có 116, 115, 117. Còn hôm trước mình đổi thì được cao nhất là 119 anh em ạ. Ôi trời ơi, nói chung là đen thực sự luôn đấy. Hôm nay đây để mình về nhà mình lấy cái 119 ra cho anh em xem. Hôm qua đi offline về mình thấy admin sắp ra mấy cái chức năng mới, vui vãi chưởng luôn. Và hôm nay mình đổi quần trầm cảm trở lại rồi. Rồi anh em ơi, và mình vừa mới đi mua thêm ngọc để mình vào mình đổi thêm đi. Đậu xanh cay quá, không thể bỏ được ở đấy được anh em ạ. Đây thì bây giờ mình sẽ gặp thằng Toribot để mình mua thêm đá nâng cấp các thứ nhá. Thì đây, ở đây mình chuẩn bị 12k ngọc thì chắc là mình sẽ mua một cái đá cấp 4 này, một đá cấp 5 này, thêm 5 viên đá cấp 3 nữa. 5 viên đá cấp 3 với cả mua thêm 7 mảnh công thức nha anh em. Đấy, vừa nãy mà mình tính toán hết tầm thêm 10k ngọc nữa. Vậy tính ra là clip này mình cũng đầu tư vào cũng rơi vào tầm gần 40k ngọc. Với cả nếu mà tính theo giá mảnh quần cũng 20 gần 30 tỷ rồi anh em ạ. Thì anh em xem clip nhớ like cho mình nha. Chứ đậu xanh đầu tư như thế này là cũng hơi trầm cảm đấy. Rồi thì chắc là 7 cái còn lại thì mình đầu tư cho sư phụ đi. Còn đệ tử thì chắc là để sau ha. Rồi anh em ơi, và nói chung là mình đã set up đầy đủ các thứ hết rồi. Đấy, nói chung là đổi cái này tốn thời gian lắm. Gom đá các thứ là cũng phải gần một tuần rồi anh em ơi. Gần một tuần rồi mình mới đủ đá để mình quay cho anh em xem đấy. Ngày hôm nay là hên là mình chưa mua. Thì ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cho mảnh quần vào và đập luôn ha. Đá cấp 3 65% mình nghi đang không lên đây này. Đấy, biết ngay mà đá cấp 4 75 còn xịt.
mà 85 còn xịt, 65 không hy vọng gì nhiều luôn ý. Đậu xanh nhưng mà mình còn tận 7 cam ảnh nên mình muốn phá luôn, để như kiểu là lần sau làm lại từ đầu luôn. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu mà anh em, chứ ai để lại vài cái này để clip sau làm gì đâu. Đấy lại xịt 65%, 85% như nhau thế này, khó cho mình quá anh em ơi. Thôi cho đá cấp 4 vào đi, chứ để đá cấp 3 nó xịt tới. Ok, mảnh quân vào này. Làm ơn lên cho mình đi. Lên. Ok. 124. 115 nữa à? 115 nữa đúng không anh em? Đúng rồi anh em ạ, 115 nữa. Trời đậu. Xui điên. Thôi, chúng ta cùng đến tiếp tục thôi nào. Ngày hôm nay sao đen thế? Thiết nghĩ là cái tỷ lệ này ấy, admin phải chỉnh lại đấy anh em ạ. Chứ để như này thảo nào nhiều người chơi nó chả chán, nó chả bỏ game, đúng không anh em? Chứ để tỷ lệ như này chắc admin chỉ để chơi một mình thôi, chứ chơi được với ai. 65% xịt tới. Rồi lên được một cái rồi đây này. Một cái 65% xem nó có hên hay không nha anh em. Bao nhiêu? Không có dòng option nào. Lại 115. 3 cái 115 anh em ạ. Quá đen. Quá đen luôn anh em ạ. Rồi chúng ta cùng đến với cái tiếp theo luôn đi. Đậu xanh hôm nay đổi gần như là nguyên dương quần thiên sứ cho anh em xem rồi đấy. Anh em xem xong mà không like cho mình thì đúng buồn. Ui dồi ôi lại xịt. Anh em xem xong mà không like cho mình thì cũng hơi buồn đấy. Thế nên là anh em kéo xuống cho mình một like ha, để mình gỡ tí vốn chứ hôm nay cũng tốn xương xương. Nếu mà tính ra là cũng gần 10 củ đấy anh em ạ. Rồi chúng ta cùng đến với cái tiếp theo. Xịt luôn. Oh my god. Cái cuối cùng đây này anh em ơi. Đúng viên đá năm cuối cùng của ngày hôm nay. Được mấy hôm đầu admin cho dễ ăn 30%, cứ tưởng dễ. Đấy mình gáy sớm. Và cái kết đấy, gáy sớm ăn gì. Ok, cái cuối cùng. Ok lên rồi, lên rồi, lên rồi. Để xem là bao nhiêu phần trăm nào. Làm ơn 124 đi. Cho một cái an ủi đi admin. 15 mạnh, 15 ca mạnh. Ôi vãi nổi, 117. Không bằng cả hôm trước mình đổi 3 cái được 119. Trời đất ơi, đen gì đâu mà đen thế. Rồi bây giờ mình sẽ về dương và xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ được những bao nhiêu cái quần với cả phần trăm như cái cờ nha anh em. Ok, rồi thì cái đầu tiên là 116 này. Hai cái cho đệ là 125. Hai cái 125 luôn. Là được 3 cái rồi này, 4 cái này, 5 cái này, 6 này, 7 này, và 8 này, 9 này. Ôi hai cái này chật dương rồi anh em ơi. 9 cái quần anh em ạ. 9 cái quần thiên sứ trong ngày hôm nay. À đâu, còn một cái cho đệ là mình đang đeo là 126 nữa là 10 cái. Vậy là tính ra mình đập 15. À không, mình đập là 22 hit thì được 10 cái thôi nha anh em. 22 hit. Tính ra tỷ lệ này không đến 50% lên đâu anh em. Nên là anh em cứ chuẩn bị tinh thần. Anh em nào mà định chơi đồ thiên sứ thì khó lắm, nên bỏ đi. Bỏ đi chơi đồ hủy diệt thôi. Mình nghĩ là thế, nên thế thôi. Thôi thì nói chung là clip của mình ngày hôm nay cũng đến đây thôi. Đấy, sau một buổi offline khá là bùng nổ, về nhà đổi quần thiên sứ và cái kết xui như con chó mực. Thôi thì chắc là clip của mình đến đây nhá. Bye anh em. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhá.